sao sao mình làm quay phim à? Dạ không, anh quay cảnh này mấy tiền lưu lại có xin phép. Có xin phép trước rồi. Em quay tiền thôi anh. Lần đầu tiên đi mua xe. Dương à. Tại khu vực phòng kế toán là khu vực nội bộ. Dạ, em kỷ niệm clip em lần đầu đi mua. Rồi, hello anh em quay trở lại cái kênh của mình Maker. Thì hôm nay cũng như tiêu đề clip là mình sẽ xuống tiền để mình mua ô tô để về chở xe cho anh em ha. Như bữa mình cũng có clip quay xuống tiền để đi mua con cá mập. Thì bữa nay mình cũng xuống tiền. Đây. Thì mình sẽ chuyển khoản một nửa và đưa một nửa nha anh em. Đây. Đấy. Mình là không phải như mấy thanh niên đa cấp nha anh em, quay clip sống ảo nha. Mình là thiệt nha anh em. Với lại á, không phải là mình quay để mình quay cho vui thôi. Không phải là quay để mà khoe hay là gì hết. Tại chiếc xe bán tải nó cũng bình thường đối với mình thôi anh em. Chẳng qua quay để anh em là biết cái gì. Để anh biết là ở bên mình có dịch vụ vận chuyển xe, giao xe, hoặc là lỡ xe anh em mà có sự cố á, mình chở về nhà mình làm lại xong rồi mình chở tới tận nhà lại cho anh em. Rồi ok ha. Đó, để cho anh em biết là bên mình có mấy dịch vụ đó. Còn tại vì á, mình đem tiền mặt nhiều quá, mình đem một nửa thôi, còn một nửa mình sẽ chuyển khoản ở chơi bên bán xe. Mình mua xe mình đập con này, mình đập thùng xe mới luôn nha anh em. Tại vì á, mình lấy con này về. Nó không có xe cũ anh em, xe đời mới mà, xe 2022 anh em. Hiện tại chưa có xe, chỉ xuống tiền thôi, khoảng tầm 10 đến 15 ngày nữa là xe mới về anh em. Thì anh em mình sẽ đi Ninja Lit nha anh em. Ninja Lit cho người ta biết mình là người nghèo nha anh em. Rồi, mình tới Mitsubishi rồi nha anh em. Nói chung là mua xe mới á, cũng cực lắm nha anh em. Thứ nhất là phải cọc xe nè, rồi thứ hai là phải chờ đợi xe nè. Có nghĩa là bây giờ mình đem hết tiền qua mình đưa là vẫn chưa có xe nha anh em nha. Rồi phải đi làm giấy tờ rồi mới có xe nha anh em, chứ không phải là có tiền đưa xe là lấy được xe đâu anh em. Mua xe hơi nó cực lắm. Với lại xe này bị cái á, là lúc mình đang mua á, thì giá nó tăng lên nha anh em. Lúc mình cọc xong rồi á, có thể là giá tăng hoặc là giá giảm nha anh em. Chứ nó không có niêm yết giống như là mấy xe mà mình ra mua liền đâu anh em. Có nghĩa là thời gian thị trường nó tăng á, thì nó tăng lên, thì xe của mình thì tăng 2 triệu nha anh em. Đó thì tiền mình chuẩn bị đầy đủ rồi nè anh em. Thì một nửa chuyển khoản là một nửa ấy. Đây anh em quay có thể thấy bây giờ mình đang chờ đợi để làm thủ tục. Ngồi đây là xe rất là nhiều. Như đây là mới có 500 mấy à, mình chuyển thêm 300 mấy nữa. Đó. Thì mua xe về để vận chuyển cho anh em á anh em. Bây giờ chờ sale dắt mình lên. Ok anh em ạ. Đây là cái. Dạ đúng rồi, em quay đưa tiền thôi, em lấy tiền. Đây là cái chị sale hướng dẫn mình mua xe nha anh em. Mua xe là anh em phải có sale thì mới biết để mình mua. Rồi ở dưới đây. Dạ. Chị đếm giùm em nha. Tại lần đầu đi mua xe á, cho nên là quay cái clip kỷ niệm. Em quay tiền thôi chứ không thấy chị đâu. Không sao. Nhớ đừng quay chúng chị. Dạ, không chúng, em quay chúng đây thôi. Dù là chị đeo cái bịt mặt này chị cũng lại. Đúng ra là đủ tiền mặt đó, mà em đi mua xe, mua mấy chiếc mô tô á, nên nó em có nói. Nó vời. Sao mình làm quay phim à? Dạ không, em quay cảnh này mấy tiền lưu lại có xin phép. Có xin phép trước rồi. Em quay tiền thôi anh. Lần đầu tiên đi mua xe. Có camera thì... dạ. Dương à. Tại khu vực phòng kế toán là khu vực nội bộ. Chỉ quay tiền thôi. Dạ, em kỷ niệm clip em lần đầu đi mua xe.
Rồi ok anh em ha, vậy thôi. À, anh em thì mình tưởng là ra đó mình sẽ quay được nhiều cái cho anh em xem. Nhưng mà đó thì như anh em trong clip á, người ta không cho quay anh em. Sau mình coi mấy cái hãng khác á, mình thấy tiền ta đặt cọc cọc ta quay bình thường, mà mình ra mình cọc tiền thì người ta cũng lại anh em coi đó thì người ta không cho quay. Thôi để bữa lễ nhận xe thì anh em mình quay luôn. Thì quay để anh em biết là mình có xe về thì mình ví dụ mấy anh em mà mua xe mình á, có mình có thể vận chuyển tới. Đó, vận chuyển tới hoặc là vận chuyển về. Anh em chán á, đi chán rồi á là có thể vận chuyển về. Hoặc là mấy anh em mà trưng bày xe á, mình có thể dời xe tới, dời xe về thì mình mua xe mới luôn. Mình mua xe mới tại vì mục đích của mình sử dụng là tới 20 năm rồi nha anh em nha. Mình mua xe sử dụng tới 20 năm và con xe này á, nó có niên hạn nha anh em. Xe gần 1 tỷ nhưng mà niên hạn của nó là chỉ có 25 năm nha anh em. Chứ không phải giống như xe hơi, nếu như mà so với những con xe hơi mà anh em mua 3-4 tỷ á, 3-4 tỷ á, là nó không có niên hạn, anh em đi 3-40 năm bao nhiêu cũng được. Còn con này nó chỉ đi được 25 năm thôi là anh em không có được phép chạy nữa, là nó anh em bỏ phế liệu anh em. Đó. Rồi thì tưởng quay được nhiều cho anh em coi thì chỉ được quay được có xíu xiu vậy là người ta kêu tắt rồi. Thì xe á, thì mình thấy xe á, là ổn định nhưng mà hãng á, làm việc mình thấy không có nhiệt tình đó anh em. Chỉ có sale là nhiệt tình thôi, tại vì sale là mình quen biết á thì người ta nhiệt tình với mình, người ta dắt mình đi từng nơi từng ly từng tí. Còn mình thấy hãng thì mình thấy cũng không có, mình không có hài lòng đó. Thì mình cũng mua nhiều hãng rồi, chị mình hoặc gia đình mình là cũng qua hãng mạc, qua các hãng khác để mua xe thì thấy người ta cũng thoải mái hơn. Còn ở đây thì nó hơi khó anh em, nó hơi khó chút xíu, mình cũng không hiểu gì sao. Nhưng mà thì chị sale ở đây thì mình thấy nhiệt tình ok. Đó, rồi ok anh em, cảm ơn anh em đã xem clip ha. Để lần sau mình nhận xe mình sẽ quay đầy đủ cho anh em xem.